chiến. Diệu Châu rất nhanh, vẫn còn Ngọc Thiến. Phòng thủ rất hay. Rất nhanh. Có thể nói là diễn biến trận đấu diễn ra rất nhanh và sôi nổi. Cầu thủ của hai đội đã phòng thủ rất kiên cường. Cuối cùng là pha phản công. Người thực hiện pha đập bóng vừa rồi là Hosoda. Trận đấu chung kết diễn ra rất hay. 12 đều. Vẫn còn. Rất hay. Diệu Châu 13-12. Đến lượt các cầu thủ Việt Nam phản công bằng một pha đánh bóng rất hay của Diệu Châu. Các cầu thủ Việt Nam đang nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả. 13-12. Phạm Thị Yến phát bóng. Lỗi rồi. Pha nhảy phát bóng tấn công của Phạm Thị Yến đã làm cho bước 1 của các cầu thủ Đen Sô không được tốt. Điểm số là 14-12. Pha phối hợp đánh nhanh rất hay của các cầu thủ Đen Sô. Đó là số 7 Uda Kaori. Như vậy là trong trận đấu ngày hôm nay, cả hai đội Việt Nam và Đen Sô Nhật Bản đều tung ra lực lượng mạnh nhất của mình. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Rất kháo. Một pha chuyền bóng tuyệt vời của Đặng Thị Hồng cho Ngọc Hoa. Có thể nói là nếu như Đặng Thị Hồng cứ chuyền bóng như thế này thì các cầu thủ của chúng ta không hề sợ lối chơi của các cầu thủ Đen Sô Nhật Bản. Điểm số là 15-13. Rất khó chịu. Như vậy là bên phía đội Việt Nam, ngoài Phạm Thị Yến là người có những quả nhảy phát bóng tấn công rất uy lực, thì Ngọc Hoa là người có những pha phát bóng bay ngang tầm lưới gây rất nhiều khó khăn cho đối phương. Và vừa rồi các bạn đã chứng kiến là ngay cả cầu thủ libero, người chơi nổi bật nhất bên phía đội Nhật Bản, đó là số 15 Furudate, cũng có một pha phát bóng rất khó chịu của Ngọc Hoa. Bóng bật lưới làm đổi hướng. Đó là pha đánh bóng của Sana Ajako. Điểm số là 14-17. Trong tình huống vừa rồi thì rất đáng tiếc là chủ công Trần Hiền đánh bóng ra ngoài. Đó là pha chuyền bóng đánh lừa được hàng chắn của đối phương. Sau khi Phạm Kim Huệ di chuyển ra biên thì Đặng Thị Hồng đã quyết định chuyền bóng cho Trần Hiền. Rất hay. Pha đánh bóng của Phạm Kim Huệ có thể nói là rất chính xác. Một pha phối hợp rất hiểu ý của Đặng Thị Hồng và Kim Huệ. Như vậy là bóng được chuyền đúng tầm và Phạm Kim Huệ đã dứt điểm hoàn toàn rất mạnh và chính xác. Bên phía Đen Sô có sự thay đổi người. Như vậy là số 17 Ishida ra sân và vào sân là số 11 Watabe. Bên phía đội tuyển Việt Nam cũng có sự thay đổi người. Như vậy là Bùi Thị Huệ vào sân và ra sân là Đinh Thị Diệu Châu. Diệu Châu đã được đưa ra nghỉ. Điểm số là 16-18.
rất nhanh. Pha xử lý cực kỳ thông minh và kinh nghiệm của Trần Hiền. Đúng là Trần Hiền vẫn có sự tinh quái trong những pha xử lý bóng của mình. Mỗi khi ở thế rất khó. Các bạn cùng xem lại pha bóng này. Điểm số là 19-16 đang nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Bây giờ là chủ công Trần Hiền phát bóng. Một pha bóng đã khá là kỹ thuật của các cầu thủ Đen Xô. Một quả phát bóng mà người ta vẫn quen gọi là phát bóng lá vàng rơi. Các cầu thủ Đen Xô đã bị phá chiến thuật trong tình huống vừa rồi. Điểm số là 20-16 đang nghiêng về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Pha di chuyển và đánh bóng lao ngắn rất hay của các cầu thủ Đen Xô. Đó là cầu thủ mang áo số 8 Inoue Kaori. Các bạn cùng xem lại pha phối hợp tấn công rất hay của đội bạn. Điểm số là 17-20. Cơ hội vẫn đang thuộc về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chắn bóng thành công. Trong tình huống vừa rồi, Phạm Thị Yến đã rất khôn khéo và tỉnh táo. Một pha chắn đơn. Phạm Thị Yến đã chắn được pha đánh bóng của Bùi Công Inoue Kaori. Điểm số bây giờ là 21-17. Không có ai phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Phải hết sức cảnh giác đối với cây chuyền 2 Matsushita của đội Đen Xô Nhật Bản. Có thể nói là một pha bò nhỏ như có mắt ở sau gáy của Matsushita. Chỉ quan sát rất nhanh và bò nhỏ hoàn toàn chính xác. Bóng tốt. Hoan hô Phạm Thị Yến trong tình huống vừa rồi. Một pha bật tại chỗ rất cao của Phạm Thị Yến. Chỉ đã đập bóng rất mạnh. Điểm số là 22-18. Bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam có sự thay đổi người. Diệu Châu đã trở lại sân và ra sân là Kim Huệ. Như vậy là trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam đang có Diệu Châu, Ngọc Hoa và Phạm Thị Yến. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Phạm Thị Yến. Bóng chạm tay các cầu thủ Việt Nam ra ngoài. Trong tình huống vừa rồi thì rất đáng khen cho cầu thủ libero bên phía câu lạc bộ Đen Xô. Đó là số 15 Kurudate. Chỉ là rất nhanh tay và cứu được pha bóng rất khó. Bỏ nhỏ thành công. Điểm số là 20-22. Bây giờ là Matsushita phát bóng. Bóng ra ngoài. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 23-20. Phạm Thị Yến phát bóng. Rất chắc chắn. Một pha phát bóng tuyệt vời của Phạm Thị Yến. 24-20. Như vậy là huấn luyện viên Phạm Văn Long đã ra sát đường biên để hô Phạm Thị Yến là phải phát bóng cực kỳ chắc chắn. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Rất chính xác. Pha đánh lao rất hay của Ngọc Hoa. Một hiệp đấu rất hay của đội tuyển Việt Nam. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên đội tuyển Việt Nam đã vượt qua câu lạc bộ Đen Xô của Nhật Bản với tỷ số điểm 25-20. Một hiệp đấu diễn ra rất hay. Các cầu thủ của chúng ta đang nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả có mặt tại nhà thi đấu Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định. Như vậy là đây là hiệp thua đầu tiên của các cầu thủ Đen Xô tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV năm 2005. Ở sân, đội chủ nhà Việt Nam trong trang phục áo đỏ quần đỏ ở phía bên tay trái. Người phát bóng là cây chuyền 2 Đặng Thị Hồng. Bóng vừa rồi là của chủ công trẻ Phạm Thị Yến. Chắc chắn là sau khi giành được phần thắng trong trận đấu đầu tiên trước các cầu thủ Đen Xô của Nhật Bản thì tâm lý của tuyển Việt Nam
nhưng vẫn hơn rất nhiều. Thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Việt Nam. 2-0. Pha đánh bóng chiến thuật rất hay của các cầu thủ Denso. Người kết thúc là số 18 Hosoda. Lỗi vừa rồi thuộc về đội trưởng Phạm Kim Huệ. Bóng ra ngoài. Chủ công Sana Ayako đánh bóng rất mạnh nhưng bóng ra ngoài. Người phát bóng là Phạm Thị Yến. 3-2. Rất đáng tiếc cho Trần Hiền. Trần Hiền đánh bóng chưa qua lưới. Các bạn xem lại pha đánh bóng của Trần Hiền. 3-0. Trong pha thứ nhất, ông Utaya người Thái Lan đã bắt lỗi các cầu thủ Việt Nam đánh bóng 4 chuyền. Pha đánh bóng của phụ công Nguyễn Ngọc Hoa. Số 9 Nguyễn Ngọc Hoa đội tuyển Việt Nam tỏ ra rất hời hại với những pha đánh bóng lao ngắn ở vị trí số 3. 4-0. Ngọc Hoa đã phòng thủ không thành công. Đổi về điểm về cho Denso 5-4. Pha phối hợp tấn công của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam quá lộ và hàng chắn của Denso Nhật Bản đã theo sát Phạm Kim Huệ. Điểm cho Denso 7-4. Bóng chưa qua lưới. Đổi về điểm với đội tuyển Việt Nam 5-7. Trần Hiền. Sanako có những quả tấn công ở biên vị trí số 4 rất nguy hiểm. Một khi bị đối phương bám chắn, chị thường xoay cổ tay đánh bóng cháo sân. Rất khó bám chắn đối với Sana Ayako. Các bạn đang theo dõi hiệp đấu thứ hai trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2005 diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam áo đỏ bên phía tay trái màn hình nhỏ các bạn gặp các cầu thủ Denso của Nhật Bản.
Ở hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua câu lạc bộ Denso của Nhật Bản với tỷ số điểm 25-20. Ở hiệp 2 này, các cầu thủ Denso đang dẫn điểm đội tuyển Việt Nam với tỷ số điểm là 9-5. Cách công biên rất hay của Trần Hiền. Những pha đánh bóng của Trần Hiền ở vị trí số 4 rất uy lực. Các bạn cùng xem lại pha đập bóng rất mạnh của Trần Hiền. Điểm số là 6-9. Người phát bóng là Trần Hiền. Và tấn công đánh bóng rất hay của các cầu thủ Denso. Đó là số 18 Hosoda. Các bạn cùng xem lại pha đánh bóng rất mạnh của Hosoda về phía cuối sân. Điểm số là 16. Ra ngoài. Pha nhảy phát bóng của phụ công Inoue Kaori không chính xác. Khoảng cách đang là 3 điểm. Tuyển Việt Nam 7 và Denso Nhật Bản là 10. Pha phát bóng rất hay của Kim Huệ. Có thể nói là Kim Huệ đã đứng lấy đà xa và thực hiện một pha phát bóng sát lưới. Những người giỏi bước một như các cầu thủ Denso trong tình huống vừa rồi đã bị lỗi bước một. Cơ hội cho Việt Nam. Điểm số bây giờ là 9-10. Đúng là những pha thì phát bóng rất xa của Phạm Kim Huệ đã làm cho các cầu thủ Denso điều chỉnh bộ không được tốt. Những pha phát bóng có lực và rất bay. Kim Huệ đứng lấy đà rất xa và phát bóng rất có uy lực. Tuy nhiên lần này thì là một pha phát bóng không qua lưới của chị. Có thể nói là những pha phát bóng rất có ý đồ của Phạm Kim Huệ. Chỉ tiếc rằng là trong tình huống vừa rồi chị phát bóng chưa qua lưới. Điểm số bây giờ là 11-10. Đang nghiêng về các cầu thủ Denso. Ra ngoài. Ngay sau đó đến lượt chơi chuyền hai của đội bạn là Matsushita. Cũng có một pha phát bóng quá mạnh. Điểm số bây giờ là 11-10. Bóng chạm tay các cầu thủ Việt Nam bay ra phía sau. Đó là pha đánh bóng của số 1 Sana. Như vậy là bên phía câu lạc bộ Denso, huấn luyện viên Kuniji đã đưa cây chuyền 2 Matsushita ra ngoài và vào sân là cây chuyền 2 mang áo số 6 Yokoyama. Bóng tốt. Điểm số là 12-10. Người thực hiện pha đập bóng vừa rồi là Ngọc Hoa. Cùng thì các cầu thủ Denso đã có pha bò nhỏ chính xác. Đó là Urakari. Điểm số là 13-12. Đội tuyển Việt Nam đang chơi ngang ngửa với câu lạc bộ Denso Nhật Bản. Đội bóng được coi là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch lần này. Vẫn còn. Và cứu bóng rất hay của các cầu thủ Denso. Chiến thuật rất hay. Đúng là trong trận đấu ngày hôm nay với tâm lý thoải mái, Đặng Thị Hồng đã chuyền bóng rất chính xác cho đội của mình. Khác hẳn trận đấu ngày hôm qua. Trận đấu gặp câu lạc bộ Hồng Hà ở trận bán kết. Trận đấu ngày hôm nay Hồng chơi rất tốt. Điểm số là 13-13. Rất khôn khéo, có thể nói là rất tinh tế của chủ công Trần Hiền. 14-13.
Bây giờ người phát bóng là Ngọc Hoa. 14-13. Các cầu thủ Denso đã không hiểu ý nhau trong tình huống vừa rồi. Họ phối hợp với nhau không được tốt. Có thể nói là những pha phát bóng ngang mặt lưới của Ngọc Hoa đã gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ Denso. Đội bóng vẫn được coi là cực mạnh trong những pha bước một. Điểm mạnh nhất của các cầu thủ Denso đó là phòng thủ hàng sau và phối hợp tấn công khá biên hoa trên lưới với sự xuất sắc của cây chuyền 2 Matsushita. Như vậy là cho giờ phút này thì Matsushita đã trở lại sân. Điểm số đang là 14-15. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 16-14. Bây giờ người phát bóng là Bùi Thị Huệ. Bùi Thị Huệ vào sân thay cho Diệu Châu. Vẫn còn. Đó di chuyển đánh bóng chiến thuật rất hay của Inoue Kaori. Vận động viên mang áo số 8 có chiều cao 1m83. Điểm số là 15-16. Chấn bóng ra ngoài. Bóng đã chạm tay Kim Huệ bay ra ngoài. Điểm số là 16-16. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam rất hay. Có thể nói là trong tình huống vừa rồi thì Matsushita bên phía đội bạn cũng đã có một pha xử lý khôn khéo. Điểm số bây giờ là 17-16. Như vậy là bên phía đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Vận động viên mang áo số 5 đội trưởng Kim Huệ ra sân và vào sân đó là vận động viên mang áo số 10 Lương Thị Thanh. Có lẽ là Phạm Kim Huệ đã bị đau, bị chấn thương. Do vậy mà huấn luyện viên Phạm Văn Long đã đưa chị ra để nghỉ. Bóng nhỏ không thành công. Một pha tranh chấp bóng trên không của Lương Thị Thanh với các cầu thủ Denso đã không thành công. Phần thắng thuộc về các cầu thủ Denso. Điểm số bây giờ là 18-16. Matsushita và người thực hiện pha đánh bóng vừa rồi là Hosoda. Điểm số là 19-16. Phòng thủ Denso vừa rồi phòng thủ rất hay. Vẫn còn. Bóng đã chạm tay các cầu thủ Việt Nam. Đó là pha đánh bóng của Hosoda Eri. Điểm số là 20-16. Vừa rồi thì các cầu thủ Denso đã có một chuỗi lên điểm khá nhanh. Như vậy là Kim Huệ đã trở lại sân. Ra sân là Lương Thị Thanh. Đội trưởng Phạm Kim Huệ vẫn bị đau ở bắp chân. Tuy nhiên chị rất cố gắng để trở lại sân thi đấu.
rất nhanh. Đó là pha đập bóng của Inoue Kari. Điểm số là 21-16. Các cầu thủ Đen Sô đã có một chuỗi lên điểm khá dài. Bóng tốt. Pha đánh bóng biên chính xác của Trần Hiền. Điểm số là 17-21. Khoảng cách đang là 4 điểm. Các bạn đang theo dõi hiệp đấu thứ hai trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV năm 2005 diễn ra giữa hai đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Denso của Nhật Bản. Bỏ nhỏ thành công. Phan Hô Đặng Thị Hồng trong tình huống vừa rồi. Đặng Thị Hồng đã có một pha xử lý bóng chính xác. Chị đã bỏ nhỏ vào khoảng trống. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 18-21. Không ai hỗ trợ trong tình huống vừa rồi. 22-18. Bên phía câu lạc bộ Denso có sự thay đổi người, như vậy là số 4 Kusafuka vào sân thay cho số 8 Inoue Kari. Điểm số là 19-22. Ở trận đấu ngày hôm nay, bên phía câu lạc bộ Denso, chủ công mang áo số 18 là Hosoda Eri chơi rất hay. Có lẽ chị là người dành nhiều điểm nhất cho các cầu thủ Denso trong hiệp đấu thứ hai này. Điểm số là 23-19. Bóng tốt. Pha đánh bóng nhú chính xác của Ngọc Hoa. Đặng Thị Hồng và Ngọc Hoa đã phối hợp rất chính xác trong tình huống vừa rồi. Điểm số là 20-23. Bên phía đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Diệu Châu vào sân và ra sân là Bùi Thị Huệ. Tiến rất mạnh. Trọng tài đã bắt lỗi các cầu thủ Denso đã chạm lưới trong pha chặt bóng vừa rồi. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 21-23. Kênh truyền hai Đặng Thị Hồng phát bóng 21-23. Cơ hội. Vẫn là pha đánh bóng của số 18 Hosoda. Đây là thời điểm rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên có thể nói là các cầu thủ Việt Nam đã chơi một trận rất tưng bừng. Càng chơi các cầu thủ Việt Nam càng chứng tỏ lối đánh chiến thuật và rất bền bỉ của mình. Ngọc Hoa đã có pha đập bóng tốt ở vị trí số 3. Điểm số là 22-24, rất căng thẳng. Và như vậy là các cầu thủ Denso đã vượt qua đội tuyển Việt Nam ở hiệp đấu thứ hai với điểm số 25-22. Qua hai hiệp đấu, hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Hiệp 1, đội tuyển Việt Nam vượt qua câu lạc bộ Denso của Nhật Bản với tỷ số điểm 25-20.
Hiệp đấu thứ hai đội bạn thắng lại với điểm số 25-22. Mặc dù đã rất cố gắng trong ván đấu thứ hai, có thời điểm chúng ta đã vượt lên dẫn điểm trước các cầu thủ Daiso Nhật Bản. Nhưng rõ ràng là với bản lĩnh kinh nghiệm hơn, các cầu thủ Daiso Nhật Bản đã biết cách vượt qua tuyển Việt Nam trong những thời điểm quyết định để vượt lên giành bàn thắng với tỷ số là 25-22. Sau hai ván đấu thì tỷ số đang là 1-1. Đến thời điểm này của trận chung kết thì các mũi phụ công của tuyển Việt Nam đã phát huy được hiệu quả, đặc biệt là bây giờ sẽ là ván đấu thứ ba. Ván đấu thứ ba này thì các cầu thủ Daiso Nhật Bản là những người phát bóng trước. Người phát bóng là cây chuyền 2 Matsushita. Pha đánh bóng vừa rồi là của Ngọc Hoa. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được chỉnh vững một không tốt. Thế nhưng pha đánh bóng cuối cùng của Ngọc Hoa, bóng bật mép lưới, đổi hướng khiến cho hàng phòng thủ phía sau của Daiso Nhật Bản bị bất ngờ. Chắn bóng tốt, điểm cho đội tuyển Việt Nam 2-0. Bây giờ là pha chắn bóng thành công của Ngọc Hoa. Phòng thủ tốt. Phòng thủ rất hay. Bóng cắt sân. Vừa rồi thì hai đội Việt Nam và Daiso Nhật Bản đều có những pha phòng thủ rất xuất sắc. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam là đội giành phần thắng trong tình huống vừa rồi với pha đánh bóng của Trần Hiền. 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn còn. Không được. Rất đáng tiếc. Vừa rồi là một pha hợp đánh chồng ở vị trí số 3 của các cầu thủ Daiso. Đội với điểm về cho Daiso Nhật Bản 1-3. Pha chuyền bóng vừa rồi của Đặng Thị Hồng quá thấp. Ngọc Hoa đã không thể thực hiện thành công pha đánh bóng vừa rồi. Lỗi vừa rồi. Bóng chưa qua lưới. Ishida đánh bóng chưa qua lưới. Đổi vào điểm với cho đội tuyển Việt Nam 4-0. Rất đáng tiếc là Ngọc Hoa lại phát bóng hỏng. Của đội trưởng Phạm Kim Huệ. Ngày hôm nay không ít lần đội tuyển Việt Nam tổ chức phòng thủ trên lưới rất hay. 5-0. Libero Nguyễn Thị Huyền trong tình huống vừa rồi đã phán đoán hơi chậm.
Sau khi quan sát thấy các cầu thủ Daiso bám chắn lên mình, Trần Hiền đã chủ động đánh bóng bắt tay chắn các cầu thủ Daiso ra ngoài. Sáu đều. Chủ công Sanayako vừa có một pha đánh bóng rất kỹ thuật. Các bạn xem lại pha đánh bóng của Sanayako. Đội trưởng Kim Huệ đánh bóng bạc tay trắng các cầu thủ Nenso ra ngoài. Bây giờ là pha đánh bóng của Kim Huệ ở vị trí số 3. Điểm số được san hòa 7 đều. Không được, bóng đã chạm tay của Ngọc Hoa và bay ra ngoài. Như vậy là các cầu thủ Daiso của Nhật Bản đang tạm dẫn trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số là 8-7. Hai đội tạm dừng hội ý kỹ thuật lần thứ nhất trong bán đấu thứ 3. Đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn điểm nhưng khoảng cách chỉ là 1 điểm. Trong những pha tấn công của các cầu thủ Daiso, hàng chắn đội tuyển Việt Nam cần phải đặc biệt chú ý tới tay của Matsushita trong thời điểm cuối cùng. Cần phải đặc biệt chú ý tới những pha chuyền hai của Matsushita để tổ chức bán chắn. Hạng Thiên đánh bóng rất mạnh nhưng bóng chưa qua lưới. Liên tục những pha chuyền bóng của Matsushita ra vị trí số 4 để Hosoda dứt điểm. Số 8 Inoue phát bóng chưa qua lưới. Trong thành phần các cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu trên sân, các bạn đã chú ý đến hai gương mặt đó là số 8 Inoue và số 15 Furudate. Đây là hai gương mặt sáng giá cho danh hiệu Hoa khôi của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 2005. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 9-10. Cơ chuyển hai Đặng Thị Hồng phát bóng. Vẫn còn. Quá dẻo. Tay của Matsushita quá dẻo và hàng chắn đội tuyển Việt Nam không thể phán đoán được cú tấn công của các cầu thủ Daiso trong tình huống vừa rồi. Chỉ có một mình Phạm Thị Yến bám chắn với số 7, đó là Ueda Kaori. Họ nhìn rất thông minh. Các bạn xem lại pha bóng nhỏ thành công của Phạm Thị Yến. 10-11. Như vậy là trọng tài đã bắt lỗi vị trí các cầu thủ Daiso. Họ di chuyển trước khi Phạm Thị Yến phát bóng. Điểm số được san hòa 11 đều cho đội tuyển Việt Nam. Một pha nhảy chuyền sau đầu rất hay của Matsushita.
Người kết thúc là Ishida. Pha đánh bóng rất cố gắng của Trần Hiền nhưng bóng không vượt qua được hàng chắn của các cầu thủ Đen Sô. Bên phía đội tuyển Việt Nam vừa có sự thay đổi người, người rời sân là Phạm Thị Yến, vào sân là Nguyễn Hương Lan. Pha chắn đôi của Ngọc Hoa và Diệu Châu. Pha đánh bóng rất mạnh của chủ công Sana Ayako không vượt qua được hàng chắn của đội tuyển Việt Nam. Khoảng cách chỉ còn là một điểm, 12-13. Xử lý rất tỉnh táo và thông minh của Diệu Châu. Diệu Châu không đánh bóng mạnh mà đánh bóng lỏng. Bóng chạm ra chắn và rơi xuống phần sân các cầu thủ Đen Sô. 13 đều. Đội tuyển Việt Nam đã san hòa tỷ số 13 đều. Cơ hội. Có thể nói là các cầu thủ Đen Sô Nhật Bản chơi phòng thủ rất hay. Tưởng như ưu thế trong tình huống vừa rồi thuộc về đội tuyển Việt Nam, thế nhưng các cầu thủ Đen Sô Nhật Bản đã chơi phòng thủ rất tốt. Pha tấn công của tuyển Việt Nam quá lộ và không dễ, không khó khăn cho các cầu thủ Đen Sô bám chắn. Pha đánh bóng vừa rồi của Kim Huệ trong tư thế không thực sự thuận lợi, bóng hơi thấp. Như vậy là sau khi tổ chức tấn công ở biên không thành công thì trong tình huống vừa rồi, đội tuyển Việt Nam đã triển khai tấn công ở vị trí số 3 với pha di chuyển vào vị trí giữa lưới đánh bóng của Diệu Châu. Bùi Thị Huệ số 14 vào sân thay cho số 12 Đinh Thị Diệu Châu. Khoảng cách đang là một điểm, Việt Nam 14 và Đen Sô Nhật Bản 15. Pha đánh bóng thành công của Sana Ako. Các cầu thủ Đen Sô Nhật Bản đang tạm dẫn trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số là 16-14. Hai đội tạm dừng hội ý kỹ thuật lần thứ hai trong bán đấu thứ ba. Đã hết giờ tạm dừng hội ý. Hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu với điểm số hiện nay đang là Đen Sô Nhật Bản 16 và đội tuyển Việt Nam là 14. Rất nhanh. Vẫn còn. Bóng chưa qua lưới. Các cầu thủ Đen Sô Nhật Bản đã đánh bóng 4 chuyền. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 15-16. Bên phía đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Phạm Thị Yến vào sân và ra sân là Hương Lan. Bóng hơi với nguyên các cầu thủ Việt Nam đã có pha xử lý rất khôn khéo và tinh tế của vận động viên mang áo số 7 Diệu Châu. Xin lỗi các bạn, số 7 Phạm Tiến. Một pha bò nhỏ rất nhanh tay của các cầu thủ Đen Sô. Đó là khai truyền 2 Matsushita.
Điểm số là 17-16. Đó là pha đỡ bước 1 không được tốt của Bùi Thị Huệ. 18-16. Bên phía đội tuyển Việt Nam, hai vận động viên bắt bước 1 tốt nhất đó là Bùi Thị Huệ mang áo số 14 và Trần Hiền mang áo số 4. Pha xử lý bóng rất hay của Kim Huệ. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 17-18. Bóng đã chạm tay các cầu thủ Đen Sô. Bên phía câu lạc bộ Đen Sô có sự thay đổi người. Như vậy là số 4 là Kusakuka ra sân. Vào sân đó là số 7 Urakaori. Điểm cho các cầu thủ Đen Sô 20-17. Huấn luyện viên Phạm Văn Long đã xin tạm dừng hội ý. Các cầu thủ Đen Sô vẫn đang dẫn đội tuyển Việt Nam với điểm số là 20-17. Việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt trong trận chung kết của giải bóng chuyền quốc tế nữ VTV năm 2005 được coi là bất ngờ của giải. Các cầu thủ của chúng ta đã chơi hay từng trận và ở trận đấu ngày hôm nay, nhà thi đấu Trần Quốc Toàn đã chật kín khán giả tới để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Rất hay. Một pha xử lý rất táo bạo của kênh truyền 2 Đặng Thị Hồng. Chị bỏ nhỏ ngay từ bước 2. Điểm số là 18-20. Đội tuyển Việt Nam thay người. Diệu Châu trở lại sân và ra sân là Bùi Thị Huệ. Pha đánh bóng trên chắn của Hosoda Eri. Điểm số là 21-18. Và đánh bóng rất hay của Diệu Châu. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 19-21. Bên phía câu lạc bộ Đen Sô có sự thay đổi chuyền 2. Cây chuyền 2 chính thức Matsushita ra sân và vào sân là cây chuyền 2 Yokoyama. Vẫn còn. Pha đánh bóng rất kinh nghiệm của Ishida. Bóng bật tay các cầu thủ Việt Nam ra ngoài. Điểm số là 22-19. Các cầu thủ Đen Sô chơi chiến thuật rất hay. Các bước tấn công chạy ra hai biên và các cầu thủ chủ công cũng chơi rất hay trong những pha đánh bóng biên. Bóng nó chạm cột giới hạn. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 20-22. Pha bỏ nhỏ thành công của Ishida. Điểm số là 23-20. Bên phía Đen Sô thay người.
Inoue Kaori vào sân và ra sân là Watabe. Trần Hiền. Trọng tài xác định bóng ra ngoài. Điểm số là 24-20. Bên phía Việt Nam xin tạm dừng hội ý 30 giây. Trận chung kết ngày hôm nay cho dù kết quả như thế nào chăng nữa thì đội tuyển Việt Nam cũng đã thực sự gây được ấn tượng và cống hiến cho khán giả rất nhiều những trận đấu hay, những trận đấu kịch tính và để lại ấn tượng có thể nói là rất sâu đậm. Trong trận chung kết ngày hôm nay thì chúng ta đang thi đấu với một đội bóng rất mạnh, đó là câu lạc bộ Denso của Nhật Bản, và các cầu thủ của chúng ta chơi khá ngang ngửa với đội bạn. Pha đánh chồng rất hay của Diệu Châu. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 21-24. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã làm động tác di chuyển ra biên và Đặng Thị Hồng đã chuyền bóng rất khéo cho Diệu Châu. Như vậy là ở hiệp đấu thứ 3, các cầu thủ Denso Nhật Bản đã vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỷ số điểm là 25-21. Qua 3 hiệp đấu thì câu lạc bộ Denso đang dẫn trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số là 2-1. Đây là trận đấu thứ 6 của câu lạc bộ Denso Nhật Bản và cho tới thời điểm này họ mới chỉ thua duy nhất một hiệp đấu trước đội tuyển Việt Nam. Trong 4 trận đấu của lượt đấu vòng tròn, họ thắng tuyệt đối với tỷ số 3-0. Và trong trận đấu bán kết gặp các cầu thủ Kazakhstan, các cầu thủ Denso đã giải lần này. Huấn luyện viên Phạm Văn Long đang căn dặn các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cần phải chơi tưng bừng lên. Chúng ta đã vào đến trận chung kết, đó là một thành công ngoài mong đợi. Và các cầu thủ hãy tự tin mà chơi. Phần thưởng cho đội vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV năm 2005 là 5.000 đô la. Đội đứng vị trí thứ nhì là 3.000 đô la. Như vậy là trong trận đấu ở lượt đấu vòng tròn, sau khi đội tuyển quốc gia Việt Nam vượt qua đội Hồng Hà của Trung Quốc, thì lãnh đạo đài truyền hình Việt Nam đã quyết định tặng thưởng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam 20 triệu đồng và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng đã tặng cho đội tuyển của chúng ta 20 triệu đồng sau trận thắng đó. Còn trong trận đấu bán kết gặp lại câu lạc bộ Hồng Hà, đội tuyển Việt Nam thắng với tỷ số 3-2. Bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao Nguyễn Thanh Thái đã ký quyết định tặng thưởng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam 20 triệu đồng. Như vậy là cho đến thời điểm này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng là 60 triệu đồng. Trong trận đấu ngày hôm nay, nếu chúng ta giành danh hiệu vô địch thì được nhận thêm 5.000 đô la tiền thưởng, còn nếu đứng ở vị trí thứ nhì sẽ được nhận 3.000 đô la tiền thưởng. Có thể nói là giải bóng chuyền quốc tế nữ VTV là giải đấu có số tiền thưởng lớn nhất trong khu vực Đông Á và cũng là một giải đấu có số tiền thưởng tương đối lớn của khu vực châu Á. Trọng tài xác định bóng chạm tay các cầu thủ Việt Nam ra ngoài. Điểm cho câu lạc bộ Denso 1-0. Như vậy là trọng tài Vitaza người Thái Lan đã gọi cây chuyền hai đội trưởng Matsushita lại để nhắc nhở rằng huấn luyện viên của câu lạc bộ Denso đã thường xuyên ra quá vạch giới hạn để nhắc nhở chỉ đạo các cầu thủ của mình. Pha đập bóng rất mạnh của Phạm Thị Yến. Điểm số là 1-1. Hiệp đấu thứ tư của trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 2005 giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Denso của Nhật Bản.
pha dứt phát bóng tấn công không qua lưới của Phạm Thị Yến, đổi vào điểm cho đội bạn. Điểm số là 2-1. Phát bóng ra ngoài, đó là pha phát bóng của số 7 Uda Kauri. Điểm số lúc này là 2-2. Trần Hiền, và đánh bóng rất mạnh của số 17 Ishida. Các cầu thủ Đen Sô rất mạnh ở lối chơi chiến thuật với sự năng động của kênh chuẩn 2 Matsushita. Hơn thế nữa, họ có khả năng phòng thủ hàng sau rất tuyệt vời. Điểm số bây giờ là 4-2 đang nghiêng về các cầu thủ Đen Sô. Số 17 Ishida phát bóng. Một pha chắn đôi hợp lý của các cầu thủ Đen Sô. Điểm số là 5-2. Các bạn cùng xem lại pha phối hợp chắn đôi rất hay của các cầu thủ Đen Sô, đó là Matsushita và Inoue Kaori. Bên phía Việt Nam có sự thay đổi người. Lương Thị Thanh vào sân và ra sân là đội trưởng Kim Huệ. Phát bóng ra ngoài, đổi vào điểm cho đội tuyển Việt Nam 3-5. Một pha chuyền bóng đánh đưa hàng chắn các cầu thủ Việt Nam của cầu thủ 2 Matsushita. Điểm số hiện nay đang là 6-3. Rồi là pha đánh bóng của Trần Hiền. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 4-6. Rất khéo. Có lẽ cây chuyền hai bằng áo số 13 Matsushita của câu lạc bộ Đen Sô sẽ được nhận danh hiệu vận động viên chuyền hai hay nhất của giải này. Điểm số bây giờ là 8-4 đang nghiêng về các cầu thủ Đen Sô. Câu lạc bộ Đen Sô của Nhật Bản là đội bóng có đẳng cấp, có kinh nghiệm và lối chơi rất biến hóa. Trong trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã chơi hết sức mình, đã chơi rất hay, vượt qua các cầu thủ Đen Sô ở hiệp đấu đầu tiên với điểm số 25-20. Một hiệp đấu rất hay, đã được coi là một thành công rất lớn của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết ngày hôm nay, trước một đối thủ có lối chơi đa dạng, mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi hiệp đấu thứ tư
trận chung kết giữa hai đội Việt Nam và Daiso Nhật Bản trong khuôn khổ giải bóng truyền quốc tế VTV 2005. Sau 3 ván đấu thì các cầu thủ Daiso Nhật Bản đang tạm dẫn trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-1. Điểm số ở ván đấu thứ tư đang là Việt Nam 5 và Daiso 9. Chắn bóng tốt. Pha chắn bóng vừa rồi là của Ngọc Hoa và Cơ Duyên 2 Đặng Thị Hồng. Điểm chơi tuyển Việt Nam 6-9. Hosoda đánh bóng không vượt qua được hàng chắn của đội tuyển Việt Nam. Phạm Thiến. Phạm Thiến đánh bóng rất mạnh, bóng bật tay chắn các cầu thủ Denso ra ngoài. Điểm số được rút ngắn xuống còn 7-9. Như vậy là sau khi để cho đội tuyển Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 7-9, các cầu thủ Denso đã phải xin tạm dừng hội ý 30 giây. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang chơi đầy cố gắng trước một đội bóng mạnh hơn rất nhiều là Daiso của Nhật Bản. Tiếp tục là pha phát bóng của số 10 Lương Thị Thanh. Lương Thị Thanh là người đã vào thay cho đội trưởng Phạm Kim Huệ. Lúc này thì đội trưởng trên sân của đội tuyển Việt Nam là Cơ Chuyền 2 Đặng Thị Hồng. Pha phối hợp không tốt trong pha đá bước 1 vừa rồi. Đó là lỗi của Trần Hiền và libero Nguyễn Thị Huyền. Rất lúng túng. Thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Daiso sau khi Phạm Thị Yến của đội tuyển Việt Nam đánh bóng không vượt qua được hàng chắn. Vừa rồi là pha cứu bóng một tay tuyệt vời của Furudate. Phạm Thị Yến đánh bóng chưa qua lưới. Pha có bóng lỏng không thành công của Phạm Thị Yến. Bên phía câu lạc bộ Daiso Nhật Bản, hai vận động viên Furudate và kênh truyền hai Matsushita đang là ứng cử viên đăng ký cho hai danh hiệu cá nhân, đó là phòng thủ hay nhất và chuyền hay nhất. Chắn bóng tốt. Hosoda đánh bóng không vượt qua được hàng chắn của đội tuyển Việt Nam. Pha đẩy bóng rất nhanh của Ishida vào vị trí số 6 của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Thị Ngọc Hoa giành lại cú phát bóng cho đội tuyển Việt Nam. Khoảng cách đang là 5 điểm, 9-14. Phát bóng tốt. Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của chủ công Phạm Thị Yến. Khoảng cách được rút ngắn xuống còn 10-14.
2. Đó là pha đánh bóng ở vị trí số 3 của Đinh Thị Diệu Châu. Các bạn vừa được xem lại pha dứt điểm thành công của Diệu Châu ở vị trí số 3. Các bạn đang theo dõi hiệp đấu thứ 4 trận chung kết giải bóng chuyền quốc tế nữ VTV năm 2005 diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Denso của Nhật Bản. Đây là một trận đấu diễn ra rất hay. Có thể nói là khán giả hâm mộ bóng chuyền cả nước đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ của chúng ta đã chơi rất tốt ở giải này. Như vậy là theo kế hoạch của Đài Truyền hình Việt Nam thì vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay sẽ là chương trình truyền hình trực tiếp Bài Hát Việt diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng là vào thời điểm này khán giả cả nước cũng như là khán giả có mặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đang cùng nóng lòng chờ đợi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta đang chơi rất hay. Điểm số hiện nay là Việt Nam 12 và câu lạc bộ Denso Nhật Bản là 14. Bây giờ là số 4 Kusafuka phát bóng. Điểm số đang là 15-12. Vẫn còn. Và đánh bóng rất mạnh của Diệu Châu. Và cầu thủ số 4 của đội bạn đã theo phản xạ và đỡ bóng. Có thể nói là trong tình huống vừa rồi thì chúng ta đã gặp may, bóng đã ra ngoài. Tuy nhiên Kusafuka đã theo phản xạ đỡ bóng. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 13-15. Bên phía đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Kim Huệ đã trở lại sân và ra sân là Lương Thị Thanh. Điểm số đang là Việt Nam 13, câu lạc bộ Denso Nhật Bản 15. Ngọc Hoa phát bóng. Một pha đánh lao chính xác của các cầu thủ Denso. Đó là số 17 Ishida. Điểm số là 16-13. Bây giờ thì hai đội tạm dừng hội ý kỹ thuật lần thứ hai trong hiệp đấu thứ tư này. Đã từ rất lâu đội tuyển bóng chuyền Việt Nam mới lại có một trận đấu, lại có một giải đấu hay như thế này. Có thể nói là kể từ sau SEA Games 22 diễn ra ở Việt Nam thì các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất. Điểm số hiện nay đang là 16-13. Ishida phát bóng. Vẫn còn. Bóng nó chạm cột đăng ten. Điểm cho các cầu thủ Denso 17-13. Tại giải lần này, ngoài phần thưởng dành cho các đội đứng nhất nhì ba tư, ban tổ chức còn trao các danh hiệu cá nhân cho vận động viên tấn công xuất sắc nhất, vận động viên chuyền hay nhất, vận động viên hay nhất giải, vận động viên phòng thủ hay nhất và vận động viên hoa khôi của giải. Điểm số hiện nay đang là Denso Nhật Bản 19 và đội tuyển Việt Nam là 13. Đội tuyển Việt Nam đã xin tạm dừng hội ý 30 giây. Số 17 Ishida phát bóng. Phát bóng chưa qua lưới. Đổi vài điểm về cho đội tuyển Việt Nam. 14-19.
bóng ra ngoài. Rõ ràng là trong tình huống vừa rồi, pha đánh bóng của Sana Ayako bóng đã ra ngoài. Thêm một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam, 15-19. Lần này thì Sana không đập bóng mà chị thực hiện pha bỏ nhỏ. Như vậy là Diệu Châu rời sân. Vào sân thay cho Diệu Châu là Nguyễn Hương Lan. 20-15. Rất nhanh. Tuyệt vời. Có thể nói là libero bên phía đội đại số Nhật Bản Furate đã chơi quá hay. Có thể nói là đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội ghi điểm, nhưng đáng tiếc là bên phía Đen Sô, libero Furate đã chơi quá hay. Có lẽ danh hiệu vận động viên phòng thủ hay nhất tại giải này sẽ thuộc về Furate của Đen Sô Nhật Bản. Theo thông tin chúng tôi mới được biết thì libero Furate của Đen Sô Nhật Bản vừa được gọi vào tập trung đội tuyển quốc gia. Có thể nói là những pha cứu bóng rất hay của Furate đã khiến cho các mũi tấn công của đội tuyển Việt Nam nhiều lúc phải chùn tay. Bên phía Deso có hai sự thay đổi người. Số 7 Ueda Kaori và số 11 Watabe Yuka vào sân. Rời sân là số 8 Inoue và số 4 Kusafuka. Bóng ra ngoài. Phạm Thị Yến đã vào sân. Rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Daiso đã lên điểm số 2-3. Ngọc Hòa giành lại quyền phát bóng cho đội tuyển Việt Nam. 18-23. Bên phía Denso, Matsushita cũng rời sân. Vào sân là số 6 Yokoyama. Còn rất ít cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Ishida đã giúp cho các cầu thủ Denso Nhật Bản lên điểm số 24.
Như vậy là phần thắng trong ván đấu thứ tư của trận chung kết giải bóng truyền quốc tế VTV 2005 đã thuộc về các cầu thủ Đen Sơn Nhật Bản. Tỷ số là 24-25-18. Chung cuộc các cầu thủ Đen Sơn Nhật Bản đã vượt qua đội Việt Nam với tỷ số là 3-1.